Đại án Oan Si tài chế kiêm tổng giám đốc mới học đến lớp 6. Bị cáo Trần Văn Bình cho biết, từ lúc bị điều tra xét hỏi mới biết mình là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng Trung Dung, trước đó không hề hay biết mình là lãnh đạo một công ty. Sau gần 2 ngày tiến hành kiểm tra nhân thân các bị cáo và đọc bản cáo trạng dài 109 trang của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chiều ngày 29 tháng 8, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo về mối quan hệ giữa Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm trong việc Phạm Công Danh mua lại ngân hàng Đại Tín. Trả lời hội đồng xét xử thì Phạm Công Danh cho biết Hà Văn Thắm đã chủ động mua dưới cho Danh một ngân hàng để Danh mua lại. Tuy nhiên Hà Văn Thắm đưa ra hồ sơ ngân hàng cho Phạm Công Danh và nói là chưa thể cho biết tên ngân hàng bởi vì phải đảm bảo bí mật. Hai bên thống nhất mức giá chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín là 800 tỷ đồng. Sau đó Phạm Công Danh chuyển trước cho Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng Thời điểm đó Danh mới biết ngân hàng mình mua là ngân hàng đại tín Tại thời điểm đó ông Danh không biết ngân hàng đại tín đã được bà Hữu Thị Phán chuyển giao cho Hà Văn Thắm hay chưa Tuy nhiên phải một năm sau Vào giữa năm 2013 Phạm Công Danh mới chính thức nhận bàn giao toàn bộ ngân hàng đại tín Sau khi ba bên thỏa thuận chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho tôi với tư cách là cổ đông mới anh Thắm nói sẽ hỗ trợ cho ngân hàng đại tín về nghiệp vụ cũng như các thứ khác nên trên nguyên tắc đảm bảo pháp luật. Tại thời điểm đó thì ngân hàng đại tín bị mất thanh khoản nghiêm trọng, chỉ với khoản rút tiền là 5 tỷ đồng của khách hàng cũng cần đến 5 hoặc 7 ngày sau mới hoàn thành. Phạm Công Danh cho biết, vì nhu cầu thanh khoản nên bà Phấn đã đề xuất khoản vay là 500 tỷ đồng tại Oanxibank. Phạm Công Danh với tư cách là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hàng tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo thành lập công ty trung dung để vay của Oan Bank 500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng đại tín. Công ty trách nhiệm hữu hàng trung dung được thành lập với tổng giám đốc và là người và người đại diện theo pháp luật là Trần Văn Bình. Nhân viên lái xe của Thiên Thanh trả lời hội đồng xét xử Trần Văn Bình cho biết mình là nhân viên lái xe thuộc bộ phận hành chính của công ty trách nhiệm hữu hàng tập đoàn Thiên Thanh. Trước đó trong phần trả lời của Trần Văn Bình ở ngày xét xử đầu tiên, tổng giám đốc kim lái xe cho biết bản thân mới chỉ học đến lớp 6. Bị cáo Bình cho biết, từ lúc bị điều tra xét hỏi thì mới biết bản thân mình là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng Trung Dung. Trước đó thì không hề hay biết mình chính là tổng giám đốc. Theo cáo trạng thì Trần Văn Bình là người ký hợp đồng vay 500 tỷ đồng với Oanh Sĩ Banh. Tuy nhiên về khoản vay này bị cáo Bình trả lời không hề biết đến việc ký hợp đồng vay này. Về khoản vay 500 tỷ đồng bị cáo cho biết, bộ phận kế toán đưa cho bị cáo ký thì ký chứ không biết mình ký cái gì và cũng không nhớ là mình có ký hợp đồng vay tín dụng 500 tỷ đồng từ OCB hay không. Bị cáo cũng cho biết bản thân không trực tiếp làm việc gì tại công ty Trung Dung cũng như không biết gì về bất cứ hoạt động nào của công ty Trung Dung tuy nhiên khi hội đồng xét xử hỏi cần có căn nghe hội đồng xét xử công bố lại lời khai của bị cáo tại cơ quan cảnh sát điều tra hay không trần văn bình tỏ ra lúng túng bị cáo phạm công danh cho biết tại thời điểm thành lập công ty trung dung vì không có người cho nên phòng hành chính của tập đoàn thiên thanh mới cử bình ra làm tổng giám đốc bản thân tôi không trực tiếp nhờ anh bình đứng tên phòng hành chính đã thông báo cho toàn tập đoàn và anh bình là người xin đứng tên bị cáo phạm công danh trả lời về mối quan hệ với trần văn bình Trả lời hội đồng xét xử thì và Hà Văn Thắm vừa thừa nhận đúng là có cử một số nhân viên vào làm việc tại ngân hàng Đại Tín. Nhưng bị cáo thấy không khám nổi vì ngân hàng Đại Tín có quá nhiều vấn đề nên đã rút lui. Trong mối quan hệ tay Ba giữa Hứa Thị Phấn và Hà Văn Thắm phạm công danh, cựu chủ tịch Oan Sim khẳng định mình chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu cho hai bên gặp nhau chứ không hề có vai trò nào khác. Bản thân Hà Văn Thắm cũng thừa nhận Vi phạm về quy định cho vay đối với khoản vay 500 tỷ đồng do không đủ điều kiện về mặt đảm bảo tài sản, tuy nhiên bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét tình tiết bị cáo yêu cầu khoản vay này phải được phong tỏa để sử dụng đúng mục đích.